hiện tại bây giờ thì vườn ươm nhà mình đang xếp xe những cái cây gỗ chắc các bạn ạ. Đây là những cái lưới để mình chuẩn bị xe lên cho cái cây khi mà chuyển về Hà Tĩnh. Lô cây này đây là gỗ chắc thuộc gỗ quý nhóm 1A các bạn ạ. Gỗ chắc, gỗ xưa, gõ đỏ, cẩm lai đều là những cây thuộc gỗ quý nhóm 1A, là những cái mặt hàng mà nhà mình bán rất là chạy á các bạn. Gỗ chắc, các loại cây gỗ quý thì nhà mình đã có ký hợp đồng để được hái lượng hạt cây trong cái rừng Cát Tiên các bạn ạ. Vì vậy mà những cái nguồn hạt giống của nhà mình là những cái nguồn hạt giống cây chuẩn giống các bạn nhé. Những cái cây gỗ quý nhóm 1A này thời gian thu hoạch có thể lên tới hàng trăm năm. Chính vì vậy mà khi mà trồng nhầm giống thì chúng ta biết rằng là cái kết quả thật là đáng buồn. Các bạn muốn mua những cái cây gỗ chắc mà chuẩn giống, đúng giống là gỗ chắc nhóm 1A thì chúng ta liên hệ cho vườn ươm công ty cây giống Thông Tre nhé. Số điện thoại 0909 364007 ạ. Cảm ơn các bạn.